Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì điểm cầu Hà Nội là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu là ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu giúp việc trong công tác bầu cử, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư số 01 năm 2021 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương. Về công tác nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 36 với nhiều điểm mới như tiêu chuẩn, độ tuổi người tham gia ứng cử. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản về công tác bầu cử. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật, các kế hoạch, hướng dẫn về công tác bầu cử để triển khai thực hiện.